được 7 ngàn vậy rồi sao đủ ăn chú? Chạy không thấm nha chú biết sao về. Hai chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đang trên đường đi công việc á. Thì mình có gặp một cái ông chú quẩy cái bao nè. Chú đang đi nè mọi người, nó chú đi cà nhắc luôn. Thì mình không biết là chú đi đâu và nhà ở đâu. Thì chú làm gì thì mình ghé lại hỏi thăm chú luôn nha mọi người. Chú còn thấy chú quẩy cái bao đi á chú. Là chú đi đâu hả? Chú làm gì chú? Lượm ve chai hả? Dạ. Chú nhà ở đâu mà chú chùa hả? Đây cái bao của chú nè mọi người. Mình thấy chú quẩy cái bao này nè. Vậy là ngày nào chú cũng đi lượm ve chai chứ hả? Dạ. Dạ. Chứ đâu có làm gì có tiền. Dạ. Làm gì sinh sống. Chú có vợ con gì không? Có con thôi mà nó ở xa. Dạ. Có hai đứa à. Chú năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Thì sinh 15 tháng 7 năm 8. 1958 hả? À, tính ra chú được 62 tuổi hả? Dạ. Rồi ngày nào chú cũng lượm ve chai rồi có tiền không chú? Bán được nhiêu tiền chú? Bán được có 7.000 bạc. 7.000 à hả? Chú lượm hồi nào mà bán được có 7.000 hả? Mới đi hồi trưa tới giờ. Dạ. Thì chú tên gì chú? Ngọc. Chú tên Ngọc hả? Nhà ở cầu chùa ha? Gạch chùa. Gạch chùa. Thì mình thấy chú lượm ve chai nè mọi người. Mình thấy cái chân của chú đi cà nhắc á. Rồi cái chân của chú bị cái gì hả chú? Chú? Làm như bị nước ăn hả? Bị bong găng hả chú? Không có nước ăn. Nước ăn hả? Rồi đau á mình đi không được á. Đi à, như kiểu như nó bị lỡ hả chú? Dạ. Thì hồi nãy mình thấy chú ghé vô rồi người dân người ta cho chú được cái ly gì vậy chú? Cái ly đó ly gì chú? Ly Sigo. Sigo hả? Hồi nãy con thấy chú lại đằng đó đó là ai cho chú vậy? Ông đá bào cho đó. Dạ. Thì chú năm nay 62 tuổi rồi. Mà chú có con, thì chú con chú ở xa. Mà ngày chú cũng phải đi lượm ve chai đó mọi người. Đó chú cái bao chú đó. Thì chú lượm ve chai bán được có 7.000 đồng hả chú? 7.000. Dạ. Rồi chú ở nhà ở với ai chú? Ở con Nam nè. Về mua đèn cày đốt cho đốt cho ba tôi đó, về căn nhà. Đi xung quanh nhà đó. Là vô. Ủa nhà chú không có điện luôn hả? Không có điện. Dạ. Đốt đèn cày không à. Dạ. Là nhà chú là không có điện là có nghĩa là không có tiền đóng điện hay là sao mà biết chú? Hay là không vô điện? Đúng luôn mà. Đốt đèn điện thì cũng có vậy. Nhưng mà chú không luôn. Dạ. Mình có đèn cày đi mình đóng đèn cày cũng được thì đèn sáng mất điện tắt. Chú có chịu giờ ăn cơm chưa? Uống nước đi chú. Được rồi. Uống nước đi chú. Chú đi lượm ve chai được chú đá bào Sigo cho được một ly Sigo thì thấy chú cũng tội nghiệp đó mọi người. Chú phải đi lượm ve chai ngày kiếm sống mưu sinh. Em bán hết rồi còn cái ca để xài đó. À ca để đựng nước uống đó ha. Đựng nước uống. Dạ. Đây là công viên gì chú? Ở đây là công viên gì chú? Công viên Cây Văn Liêm. Chú đi dài dài đi về hay là đi lượm tiếp chú? Đi về. Đi về nhà hả? À, đi về nhà luôn. Dạ. Chú lượm từ chiều giờ mà có ít xịu à. Có bán được có 7 ngàn à. Để có nhiêu hay nhiêu à. Được 7 ngàn vậy rồi sao đủ ăn chú?
chạy nó không nghe chú biết sao về. Dạ. Thấy chú ở con mình nè mọi người ơi, nghe chú nói là chú ở có một mình nè. Rồi ở gần, có gần anh em gì không chú? Anh em ở hơi xa chú. Là cũng ở gần, ở đây luôn nhưng mà xa anh tí ha chú. Ở đường này đi xuống chút xíu rồi tới rồi. Mà hơi xa lỗi cũng cỡ cây số chứ. Nó gần vậy cũng cỡ cây. Chú có xe đạp không? Mà sao chú đi không đi xe đạp cho khỏe? Chú bộ không ạ? Giờ xe bộ nhiều quá. Có xe đạp tôi dẫn qua hết chạy rồi, chạy sợ bị đụng. Như mình nghe gặp bộ quẹt hết là chạy tay chạy chân đó mình hết đi nữa. Gặp xe nhiều quá cũng sợ hả chú? Là mình cũng già rồi, sắp 2 tuổi rồi. Mình đi bộ đi chắc ăn. Dạ. Chú tôi thấy xe đụng chú có không lại coi nó, tôi bỏ tôi đi luôn. Coi mấy cái đó xui xẻo luôn. Dạ đúng rồi. Người dân tộc tính như vậy đó. Thấy chú của tuần này có mọi người thì chú cái bao của chú lụm mấy cái lon đồ đó ha chú, là đồ gì chú chai bán được là chú lụm ha. Còn cái ca này đem về để đựng nước uống. Là cái ca nào chú lấy con coi thử cho chú. Chú lụm cái ca cũng còn mới chú ơi ha, cái ca cũng còn mới để dành xài được. Dành xài dạ. Thì ngang tiệm kia đó cô đó kêu lại cho một bao, cho bao đồ mũ hả chú? Bán hết chừa cái này lại chừa để lại xài. Cái ca đó con thấy cũng còn mới. Vậy là chút xíu nè, mình về nhà mình ngủ rồi sáng đi lụm tiếp hả chú? Sáng khoảng 8 giờ 9 giờ mới đi chứ không kịp sớm. 8 9 giờ sáng lụm tới mấy giờ chú? Thì tới khoảng 10 giờ 1 giờ mới về. Vậy là chú ngày lụm cử sáng cử chiều. Ông kêu lại ở đây uống rượu chơi nữa thôi đó, tôi đi về ông hội ơi. Tôi lụm cái hù rồi. Dạ. Uống rượu rồi nữa, uống rượu rậu về sao được. Dạ. Chú cũng hiền khô à mọi người. Chú cũng mình bắt chuyện nói chuyện với chú cũng không có mãi. Còn nhầm người là kêu lại là nhiều khi là không có chịu nói chuyện đâu. Dạ. Ổn mì thịt trăng ớt lên cúng cho ba mình thì cũng có tình nghĩa cha con mình. Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ là chú về chú mua bánh mì rồi đó ha. Đốt nhang cúng ha. Dạ vậy cũng được, con thấy chú gì cũng có hiếu đó. Từ đây lên nhà chú xa không chú? Gần đây à. Đi qua cái cầu. Qua cái cầu này là không qua cầu. Phải qua cầu. À vậy là đường xưởng có lẹo quẹo vô tới nhà là nó nằm cái bờ bên đây hả chú? Ở bên này. Rồi mình quẹo phải. Dạ. Quẹo phải cái là tới nhà liền. Dạ. Dạ bây giờ chú phải đi rồi mọi người.